Lịch sử toàn thư xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành và mạnh khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, video ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tiếng bom Phạm Hồng Thái và Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ 3 Quốc tế Công hội Đỏ. Phạm Hồng Thái sau khi tốt nghiệp trường kỹ nghệ thực hành Hải Phòng vào làm việc tại nhà máy diêm Bến Thủy, cùng Lê Hồng Phong tham gia cuộc bãi công ở đây tháng 2 năm 1924 nên bị đuổi việc. Từ đó, hai người qua xiêm rồi đến Quảng Châu, Trung Quốc tham gia Tầm Tầm Xã. Ông được tổ chức phân công giết tên toàn quyền Đông Dương là Mek Lanh tại khách sạn Victoria ở Gia Diện, Quảng Châu. Ngày 19 tháng 6 năm 1924, thừa lệnh của Việt Nam Quang Phục Hội, Phạm Hồng Thái ném bom ám sát toàn quyền Mek Lanh khi hắn vừa đến Gia Diện. Khi bom nổ, Mek Lanh may mắn thoát chết. Cuộc mưu sát không thành, Phạm Hồng Thái đã nhảy xuống sông Châu Giang và hy sinh anh dũng. Phan Bội Châu đã có bài văn tế Phạm Hồng Thái với lời lẽ rất thống thiết. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc cũng hết sức ca ngợi tinh thần yêu nước và hành động dũng cảm của Phạm Hồng Thái, coi đó là một hành động báo hiệu một thời đại đấu tranh dân tộc như đàn én báo hiệu mùa xuân. Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ 3 Quốc tế Công hội Đỏ. Quốc tế Công hội Đỏ là một tổ chức quốc tế của những người công nhân cách mạng, thành lập ngày 3 tháng 7 năm 1921. Quốc tế Công hội Đỏ có nhiệm vụ đấu tranh để thiết lập một sự thống nhất trong phong trào công nhân trên cơ sở đấu tranh cách mạng, nhằm bảo vệ những yêu sách của giai cấp công nhân, chống nguy cơ chiến tranh đế quốc và đoàn kết với giai cấp công nhân Nga, Xô Viết. Quốc tế Công hội Đỏ tiến hành đại hội lần thứ 3 tại Moscow từ ngày 7 tháng 7 đến 22 tháng 7 năm 1924. Tại đại hội này, Nguyễn Ái Quốc được mời tham dự với tư cách là đại biểu Đông Dương. Trong phiên họp thứ 15 ngày 21 tháng 7, người đọc tham luận về việc sản xuất công nghiệp ở Đông Dương và tình hình công nhân tại một xí nghiệp lớn. Người tố cáo chế độ bóc lột thuộc địa nặng nề và sự áp bức bóc lột tàn bạo của thực dân Pháp. Người cho biết, giai cấp công nhân Việt Nam chưa có một tổ chức công nhân nào cả và đề nghị Quốc tế Công hội Đỏ, các tổ chức công nhân các nước, trước hết là công nhân cách mạng Pháp, cần phải tích cực giúp đỡ phong trào công nhân Đông Dương trong cuộc đấu tranh chống đế quốc. Người tin rằng, với sự giúp đỡ của các tổ chức cách mạng gần gũi với Quốc tế Công hội Đỏ, giai cấp công nhân Việt Nam nhất định đập tan áp bức của đế quốc châu Âu. Video của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để nhận những video mới hữu ích nhất. Ban biên tập xin được kính chúc quý vị luôn vui vẻ và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại!